Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Bây giờ thì tiếp tục là mấy anh em sẽ cưa mấy cái cây sao tiếp theo, và cái cây sao này, hai cái cây sao này luôn. Nó có mỗi cây thì nó có hai cái nhánh. À, như là nhìn như là cái nạn thun vậy đó các bạn. À, bên đây là anh Trí anh cưa, anh đang kéo cái máy cưa lên. Còn bên kia là anh Dân. Cây này thì cái nhánh phía ngoài thì nó lại nghiêng ra phía ngoài đường mà. Còn cái nhánh bên trong thì nó tương đối thẳng. Bên đây anh Trí leo tuốt bên đây rồi. Còn bên kia anh Trăng, anh nghỉ mệnh tí rồi anh leo lên nha mày. Kia thì anh Trăng anh có cây thang. Đây, xe ben như đang chở lúa. Ở trong đây rất là nhiều những cái nhà máy và xí nghiệp sản xuất thức ăn. Giờ là phải chặn xe lại nè, tại vì những cái nhánh này nó nghiêng ra đường rất là nhiều. Rớt cái là hết nửa cái đường rồi luôn á. Wow, trời, cái nhánh lớn luôn. Cái nhánh này rất là lớn luôn các bạn ơi. Cái nhánh này nó không có lớn bằng những cái cây kia nhưng mà nó rất là dài. Bụi mịt mù luôn. Anh Trí đang leo xuống đi cưa cái nhánh ngang đó nha các bạn. Bên kia thì anh Dân anh cũng leo lên tuốt ở trên rồi. Mình thấy có buộc cái sợi dây là chắc cũng sẽ cưa nguyên một cái phần đọt rất là lớn để kéo con người kéo ra ngoài á. Anh đu vào phía trong nhưng mà anh quay ngược người lại anh cưa cái nhánh phía ngoài. Wow, còn lại một cái đoạn nhánh cũng khá là lớn. Đây là cái cách để máy cưa của những người thợ cưa nha các bạn. Cưa xẻ một cái nhánh bắt đầu để cái, cho cái lao nó để vô trong đó cho nó cái nhánh nó kẹp lại là máy cưa rất là vững luôn, không thể rớt được. Bây giờ anh Trí anh đã truyền qua cái nhánh phía bên đây để anh chuẩn bị anh cưa cái nhánh phía bên đây. Thì như mình nói lúc đầu là cây này nó có hai cái nhánh lớn như là cái nạn thun vậy đó. Giờ anh sẽ truyền qua anh cưa mấy cái nhánh bên đây. Đây là có một cái nhánh lớn mà nó sẽ chia ra khá là nhiều nhánh nhỏ. Mình thấy anh có sử dụng cái sợi dây nha các bạn. Có thể là sẽ cuộn để kéo nguyên cái nhánh lớn á. Rồi trong khi anh Trí bên đây anh nói cái sợi dây thì phía bên kia anh Dân anh bắt đầu cưa cái nhánh đọt. Trước đó là anh mở cái miệng của cái nhánh đó. Rồi chuẩn bị nha các bạn, chuẩn bị hạ nguyên nhánh nha.
ra gần giữa đường luôn, nhưng rất là dài. Bên đây thì mình thấy anh Trí anh đã leo tuốt ở trên rồi nè. Nếu mà muốn cuộc chạy kéo á, thì phải leo khá là cao để buộc, thì những cái người dưới đây kéo mới nổi, chứ những cái nhanh lớn dưới đây mà buộc ở dưới thấp quá là kéo không nổi nha các bạn. Khi mà xả mấy nhánh xuống thì dưới đây là mấy anh em dưới đây là bắt đầu tranh thủ dọn. Đây là cái đường đi của người ta, mình sẽ phải tranh thủ mình dọn cho sạch. Rồi anh Trí anh đứng giữa hai cái nhánh luôn nè các bạn. Thì anh đứng giữa hai cái nhánh để anh cưa một cái đoạn thân. Tại vì trước hết là muốn cưa cái nhánh lớn bên kia là phải cưa cho cái đoạn thân này cho nó thấp xuống, để không thôi là cái nhánh bên kia nó ngã xuống á, nó sẽ vướng cái đoạn này. Bây giờ anh Trí anh cường nguyên cái nhánh lớn luôn nha các bạn, rất lớn luôn. Nhánh này rất là dài và nó hơi nghiêng vào phía trong cái tòa nhà bên kia á, cho nên là kéo cũng khá là nặng. Mất máu. Giờ anh Trí anh leo xuống để anh cưa cái đoạn thân dưới đây. Thì ngay cái chỗ anh cưa thì chỗ đó mình nghĩ là cũng đủ cái ly 6 mét rồi. Thì anh dân phía bên kia thì anh chờ cho anh Trí bên đây nè, cưa xong rồi anh mới cưa. Tại vì cái nhánh đó hình như là cho nó ngã ngã xéo xéo trên đây nè, sợ bị dướng cái nhánh bên đây nha các bạn. Rồi gãy rồi. Rồi giờ anh sẽ lên anh ngồi trên cái nhánh đó để anh cưa nhánh ngoài sau lưng. Rồi cây bên đây là anh Trí anh cưa xong rồi. Giờ anh Văn bên đây bắt đầu anh bắt vào cưa nè. Dưới sẽ có cái sợi dây để kéo ra phía ngoài đường. Này anh Văn ngồi tuốt trên đây này quý vị. Anh đã mở xong cái miệng cưa rồi, bắt đầu chuẩn bị. Rồi anh còn tỉa bớt cái đoạn nó xuống nữa là xong.
mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi thêm những clip mới nữa nha.